này, cái ảnh hôm qua Dung với Hồng chụp mà đưa lên ấy, vẽ lâu lắm rồi hay thế nào? Năm 2012, hôm qua xem lại. Nhưng mà đúng là cái ảnh ấy, nhiều người bảo ghép mà không thể nào ghép được. Tại vì ảnh thật mà. Thật, ảnh phải ảnh thật thì mới ấy được. Tại vì cái kiểu như là đứng cạnh nhau nên không thể nào ghép được. Ảnh thật đấy. Hồi Dung béo nhỉ? Hồi là đẹp nhất đấy. 2012 cả nhà đi chụp ảnh. Cứ Tết là chụp. Hồi ngày xưa là chụp cầu kỳ là cứ ra thợ ấy. Đúng ra cái ảnh thợ chụp. Vâng, vâng, vâng. Kể cả bây giờ mình tự nhà có đẹp. Vâng. Bây giờ nó có cái trang điểm ấy, trang phục ấy. Còn máy thì bây giờ máy nó tốt. Nhưng mà mình không tạo những cái dáng đẹp. Xe của Sơn bên cạnh. Sơn Hồng. Ok. Ngay bên sát này đúng không? Vâng. Giờ đi chậm để chờ cái xe to này. Năm xe cơ mà nhỉ? Mười xe nữa đâu nhỉ? Năm xe. Là thằng bé con Thái và nó làm ở bên cái điều khiển giám sát cái đoạn xe Phương Trang chưa? Bây giờ nó chịu khó làm rồi. À. Chuyện này nó bắt đầu nó thuộc về Trung Du rồi đấy. Miền Trung Du rồi. Ê, chuẩn bị rẽ đúng không? Alo. Chưa đâu bố ạ. À, thế ạ. Con thấy có chạy lên thì con không có biết gì. Ok, không để biết thôi. Đang đi ở giữa để cho các xe nó đuổi nhau cho nó kịp mà. Cứ yên tâm nhá. Rẽ thì dừng lại ở đấy nhá để cho chờ xe nhá. Dạ vâng. Ok. Mọi người vẫn khỏe, Bông vẫn khỏe chứ ạ? Tiếng dưới 2 tiếng. Đẹp trai là xe nào? Nó còn một cái xe nữa cơ mà nhỉ? Có tất cả tổng cộng 5 chiếc rồi. Ừ, cái xe nhà trai chuẩn bị về trước này. Chắc về trước. Có một cái xe nữa để chở các bác mà đúng đấy. Đúng rồi. Vào nhà mình ý. Chắc họ về trước. Chắc họ biết đường họ đi trước. Vâng. Về chuẩn bị. Vâng. Đúng rồi. Chuẩn bị. Vùng này là vùng Trung Du rồi đấy hả? Vâng. Ngày nào xưa mình trông thấy nó giống như là ở bên Tây. Đúng rồi. Nhà cửa này, mọi người đường xa. Đây, nó giao Phú Ninh. Giao Phú Ninh 2 km nữa. Vâng, đấy, chuẩn bị đấy. Sắp sửa đấy. Xe đỏ của Sơn đây rồi, còn cái xe to nữa.
xe to nữa. Xe ghế đẹp rẻ. Vâng, nhưng em nghĩ cái xe to đi chậm thế tốt, có mọi người sẽ mệt. Xa phải đi cái xe như này thì sướng. Vâng, cái xe này em đi thấy không có bị mệt như mấy cái xe trước. Đi xa ổn. Vì nó lọc không khí tốt. Xong em qua Nhật đấy. Em mua cái lọc không khí này. Đây này. Đấy, em mua bên Nhật để lọc luôn trong ô tô. Đấy, một cái lọc ở nhà to. Cái thằng lọc này nó cũng tốt rồi, của mẹt nó cũng rất tốt đấy. Nhưng mà mình mua thêm một cái để lọc bên trong. Không ai ra mua. Bạn phải chúng mày toàn bán đắt nữa chứ không ai mua. Đồ chị tắm đắt quá. Ừ, đồ là đắt. Ơ là đắt. Muốn mua lắm ấy mà không mua được. Này thế mà Phúc biết không, so với giá bên Mỹ vẫn là nó bán rẻ rồi đấy. Dạ đúng rồi, thì cái chính là đồ của chị là đồ xịn. Nó cao quá. Không, thế nhưng mà vấn đề là bán ở Việt Nam rất khó. Bởi vì là mặc dù là từ Mỹ gửi về. Vâng. Nhưng mà vẫn là made in China. À. Thế đâm ra là ai người ta mua tặng lại. À. Là một. Cái thứ hai, mình thì lại là hàng nó gửi đơn chiếc về. Vâng. Và mình có phải là chuyên nghiệp đâu. Vâng. Đâm ra không giờ mình bảo hành. Vâng. Thì cái dân Việt Nam cũng lại ngại. Đúng rồi. Khó bán. Ơ, chưa nhìn thấy cái xe kia. Mặc dù là nó là sẵn cái xe to mình tưởng là mang về dùng một tháng hoặc là bao nhiêu. Con bảo rẽ, bảo cái xe của chỗ bác Thảo rẽ. Mình tưởng cái xe to kia là mình lại rẽ luôn. Sao bố? Bố tưởng cái xe kia là xe nhà mình hoặc không phải. Xe Hồng Vinh là chạy mất rồi. Ừ. Vì mình rẽ mất cái đường đấy là xe kia nó không nhìn. Gọi xe to thôi. Ừ. Bây giờ xin thông báo mã mạng 169 đã thay đổi. Đề nghị quý khách quay số. Để em gọi cho số chị đến. Nhanh. Nó một người sẽ không rẽ vào đây mất. Đây. Ừ. Rẽ là rẽ đoạn nào đây? Vâng, chị bảo rẽ vào Phù Ninh ngay nhá. Alo. Alo, rẽ ngay vào Phù Ninh anh ạ. Hả? Bảo rẽ ngay Phù Ninh, xe đã rẽ vào Phù Ninh rồi đấy. Em chưa nhìn thấy cái xe đấy, hơi lo. Bảo ngay lái xe đi. Xe này tốc độ hạn chế chạy phải đến chậm chứ sao thì nhanh chạy. Anh bảo là rẽ vào Phù Ninh nhá, không có đi thẳng mất đấy. Đi từ từ. Lái xe rẽ vào Phù Ninh nhá. Phù Ninh. Phù Ninh có cái biển Phù Ninh rẽ ngay. Khéo qua mất rồi. Điểm Phù Ninh. Ừ, rẽ Phù Ninh cái là rẽ ngay lập tức. Vâng. Mọi người rẽ mất rồi, đâm ra là em không nhìn thấy. Ờ,